Dạ, các vị có nghe rõ không? Rồi, cảm ơn các vị. Hôm nay chúng ta học lướt qua một loạt kinh mà chúng tôi đã giải thích rất là nhiều lần, chẳng hạn như là cái kinh Hành Động 260. Kinh 260 thì có bốn pháp. Bốn cái pháp của cái người thiếu trí, bốn pháp của người thiếu trí, cái này tôi đã giải thích nhiều lần rồi, đó là thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện và tà kiến. Cái này cũng đã giải thích rồi. Rồi tiếp theo đó là kinh 261. Kinh 261 á, kinh 261 là nói về cái chuyện là bản thân mình là sát sanh và mình khích lệ người khác sát sanh. Thì cái này đó là cũng đã giải rồi. Rồi một loạt kinh từ cái trên xuống tới kinh 270 là mình có cái tà kiến. Và tác động người khác cũng tà kiến, thì cái này cũng đã giải rồi. Thì chúng tôi chỉ nhắc lại một cái ý thôi, đó là cái nghiệp ác hay là bất thiện xưa giờ mình hiểu một cách đại khái nôm na. Đó là mình khi nào mình làm thì mới kể là ác nghiệp, nhưng mà thật ra nó là mình khích lệ, tán thán, hưởng ứng, gợi ý người khác một cách trực tiếp hay là gián tiếp cũng kể là cái tội lỗi nha. Khích lệ, gợi ý, tán thán, tạo điều kiện cho người khác cũng là tội ác. Còn đối với việc thiện cũng vậy, bản thân mình làm là công đức, mà mình khích lệ, mình cổ suý, mình kêu gọi, mình gợi ý, mình tạo điều kiện cho người khác làm thiện thì đó cũng kể là công đức. Rồi tiếp theo là 271, tức là Phật kêu gọi tu tập bốn cái niệm xứ để mà chấm dứt cái tập đế, bốn niệm xứ chấm đế. Cái này là chúng tôi đã giảng xong kinh tứ niệm xứ trường bộ. Đã giảng xong rồi, bây giờ mấy cái này mình giảng sơ sài thì mệt lắm rồi. Rồi tứ nhị ý túc, tứ ý túc đã giảng rồi. Tứ nhị túc cũng đã giảng rồi. Nói chung là cái loạt kinh này đó kêu gọi tu tập 37 phẩm bồ đề để mà chấm dứt tất cả phiền não. Rồi như vậy thì mình học qua cái kinh mới, cái bây giờ bắt đầu là bữa nay đã kết thúc cái phần bốn pháp rồi. Bài pháp hôm nay là mình học đến cái phẩm bài kinh đầu tiên của pháp, có nghĩa là chúng ta đã đi được một nửa tăng chi bộ kinh rồi đó. Kinh một, cái phần năm pháp nói về gọi là năm cái sức mạnh tinh thần, năm cái sức mạnh tinh thần của một cái vị thánh hữu học. Thánh hữu học là sao? Phàm phu á,
có lòng tu hành đến mấy đó, cũng khó xếp họ vào cái hạng nào. Có thể họ sẽ thành Phật, thành Phật tổ hả, thành Phật tổ, thành Phật toàn giác á, rồi độc giác, hay thinh văn. Riêng cái vị thánh hữu học á, chỉ có một cái con đường duy nhất để đi, đó là quả vị La Hán thinh văn. Nghe có vẻ tầm thường, nhưng các vị này chắc chắn sẽ chứng La Hán trong cái thời gian lâu nhất là 7 kiếp tái sinh. Nhớ nha. Cho nên đó là lý do, đó là lý do mà khi nói đến cái gương sáng tu học á, thì Phật luôn nhắc đến cái vị thánh hữu học, vì họ là người chắc chắn rồi. Còn các vị Bồ Tát dầu sao cũng còn là phàm, họ không, mình không thể gọi họ là cái gương sáng được. Khi mình nói đến những cái pháp tu thì không thể đem cái vị Bồ Tát ra. Đây là nói theo Phật giáo Nam truyền nha. Theo Phật giáo Nam truyền thì nếu mà nói đến cái gương sáng trong cái việc tu học thì phải nhắc lập tức, lập tức nhắc đến các cái vị thánh hữu học, tức là những cái tầng thánh mà dưới La Hán đó. Còn cái tầng La Hán thì không còn gì để nhắc tới nữa, bởi vì các vị đã làm xong cái chuyện cần làm, phạm hạnh đạo nghiệp đã hoàn tất. Còn nói đến phàm phu thì họ rất là bấp bênh, rất là vô định, rất là thấy vậy đó, nhưng mà sáng vậy nhưng mà chiều có thể tệ hơn. Cho nên là chỉ có cái thinh văn thôi, những cái vị hữu học đó là chắc chắn là không có thay đổi. Nên quả, nói đến cái gọi là gương sáng tu học thì phải đến quả vị thinh văn, nó quả vị hữu học là chỗ đó đó. Thì ở đây năm cái sức mạnh tinh thần của vị thánh hữu học là gì ta? Là chánh tín, tức cái niềm tin dựa trên cái trí tuệ về bốn đế, cũng là cái trí tuệ về 12 cái duyên khởi nha. Thứ hai nữa đó là tàm, là cái sự biết thẹn trước cái tội lỗi. Úy là biết sợ trước cái tội lỗi. Hai cái pháp lành này ở phàm phu cũng có, nhưng rất khó lường. Sáng có chiều không, nó tàm quý đó, nhớ nha. Rồi tiếp theo là tinh tấn, là cái sức mà nỗ lực không có ngừng nghỉ. Phàm phu thì cũng khó nói. Rồi tới trí tuệ, trí tuệ của phàm phu rất hạn chế. Chỉ cần có tí phiền não thì trí tuệ bị che mờ. Thánh hữu học thì không như vậy, chỉ có đi tới
và đi lên, không có tụt lùi, nên thánh hữu học là gương sáng trong cái chuyện tu học. La Hán không được nhắc đến ở đây vì các ngài không còn gì để làm trong cái chuyện mà tu học. Nhớ nha, có phải có lý do chứ, phải gì khơi. Người ta đang nói đến, ví dụ như người ta đang nói đến cái gương sáng trong cái chuyện mà học hành đó, là ta phải nói đến cái người còn đi học. Người ta nhắc đến những cái nói thì Việt Nam cái gương chịu khó của học sinh tiểu trung rồi đại học, chứ có chứ còn mà đã nói gương sáng học tập, làm sao ta đem một cái ông tiến sĩ, ông bác sĩ ra được. Thì chỉ cần lâu lâu cũng cần thì cũng có thể nhắc tới cho vui, nhưng mà chủ yếu đó nói đến gương sáng học tập đó là người ta phải đưa những người mà đang trên đường đi học kìa. Nhớ cái đó. Rồi chứ còn cái ông mà đã xong xuôi rồi nhắc là cái gì. Rồi tiếp theo đó là một loạt các kinh sau. Để coi. Ok. Quá nhiều, quá nhiều. Quá nhiều một loạt luôn. Một loạt luôn. Một loạt kinh kéo dài cho đến cái phẩm gọi là phẩm năm phần đều có chung một nội dung đã được giảng cách đây không lâu. Nhớ nha, một loạt kinh kéo dài cho đến cái phẩm là năm phần á. Cho đến cái phẩm năm phần đó, không biết trong rừng có thấy không ta, trong rừng có thể có bị kéo dùng tôi đi kéo kéo riết cả 20 bài vậy đó. Dạ rồi, kéo cho đến cái phẩm năm phần thì bây giờ mình mới học tiếp theo cái bài kinh gọi là không cung kính. Dạ, bây giờ tôi giảng bài kinh không cung kính. Ở kinh này á, Phật dạy một tỷ kheo bất mãn với thầy bạn á, thì không thể nào thành tựu đạo nghiệp. Nội dung là như vậy. Không thể nào thành tựu đạo nghiệp, nhớ nha. Xin xem lại kinh Tâm Hoang Vu Trung Bộ để hiểu thêm cái nội dung kinh này. Trong đó Phật dạy rằng một vị tỳ kheo đó mà sống gọi là có cái lòng nghi ngờ, hoang mang, nghi hoặc đối với Phật Pháp Tăng, đối với Tam Bảo đó, là đã là một cái chướng ngại tinh thần rất là lớn, không thể đi xa trong cái chuyện tu tập. Và trong đó ngài có nhắc đến một chuyện, đó là một vị tỳ kheo đó
chỉ riêng bị một chỉ bị riêng một vụ thôi là đã là tu tập khó khăn rồi, đó là bất mãn đối với thầy bạn là sao? Nếu mà đối với thầy bạn không ra gì, nếu mà đối với thầy bạn không ra gì, nếu gặp phải thầy bạn không ra gì thì ta phải làm theo bài kinh khu rừng Bali cái là gì, và gum bá sutta cũng trung bộ. Nhớ nha, nếu gặp phải thầy bạn không ra gì thì ta phải làm theo bài kinh khu rừng. Trong đó ngài dạy rằng là với ai 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 với ai với ai với kẻ nào, người nào, thầy bạn nào mà mình ở gần họ mình thấy cái thiện pháp của mình nó không có phát triển mà nó bị lui sụp, rồi cái ác pháp phiền não nó lại tăng trưởng, lại tham nhiều hơn, sân si nhiều hơn, thì Phật dạy rằng nó phải lập tức lìa bỏ nơi chốn nó ra đi, dầu phải ra đi trong đêm và chưa kịp lôi nói lời từ biệt nha, dầu phải đi trong đêm dầu phải bỏ đi trong đêm và chưa kịp nói lời từ biệt nha. Gấp như vậy, gấp như vậy. Còn nếu như mà gặp được thầy bà mà minh sư thiện hữu, càng ở gần họ thì cái ác pháp phiền não nó giảm đi, mà cái coi như là cái thiện pháp nó tăng trưởng ấy, hay các hạnh lành nó được phát triển ấy, thì cho dù có bị xua đuổi thì cũng phải tìm mọi cách để được ở lại nha. Tôi nhắc lại, thầy bạn không ra gì, tà sư ác hữu thì mình phải lập tức ra đi chứ không cần phải bất mãn nha. Gặp tà sư ác hữu thì ta bỏ đi, không cần sống với cái lòng bất mãn. Còn nếu mà gặp minh sư thiện hữu thì ta phải ở cạnh họ một cách dễ thương, không có lý do gì để bất mãn họ nha. Coi như á, là cái chuyện đầu tiên là bất mãn thầy bạn là mình nghe mình đã thấy bậy rồi, nghe bốn cái chữ mà bất mãn thầy bạn trong đây gọi là đồng phẩm hạnh đó. Thì mình nghe cái chữ bốn cái chữ mà bất mãn thầy bạn là mình đã biết tầm bậy rồi, bởi vì nếu thầy bạn của mình là tà sư ác hữu thì mình cũng không có cần thiết phải là bất mãn, mà mình bỏ mình đi, đi ngay trong đêm, đi không cần nói lời từ biệt nha, đó là tà sư ác hữu. Còn nếu mà minh sư thiện hữu á thì bằng mọi giá phải ở lại một cách dễ thương, thì chúng ta cũng không có lý do gì bất mãn họ. Cho nên một tỷ kheo mà khi có cái lòng bất mãn thầy bạn thì chưa biết ai đúng ai sai, chuyện đầu tiên là bản thân vị tỳ kheo ấy đã sai bét rồi, sai sai gọi là đã trật lắc rồi nha, đã sai bét, đã trật lắc rồi, các vị nghe hiểu không ta? Cho nên cái chuyện đầu tiên là gọi là bất mãn mà thầy bạn đó. Cái chỗ này quan trọng lắm, chứ đừng có chứ mình coi kinh mà mình không nghe giảng, mình chỉ lướt qua cái này mình thấy nó không quan trọng, nhưng mình ngồi mình nghiệm nữa, nó rất là sâu. Nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở chỗ này là đã là người xuất gia thì anh không có cái cớ gì mình bất mãn thầy bạn hết trơn, bởi vì nếu mà họ tào lao thì anh phải lập tức bỏ đi trong đêm. Làm ơn coi lại giùm tôi cái bài kinh mà kinh khu rừng rồi nữa, tôi mới cho cái địa chỉ đó, làm ơn liếc vô đó giùm cái nha, làm ơn liếc vô đó giùm cái, chứ còn không chịu coi rồi rồi thắc mắc không biết ông nói theo cái kinh nào, là lấy kinh giảng kinh đó nhớ nha. Rồi hồi nãy tôi còn nói là coi thêm cái kinh là Tâm Hoang Vu. Các vị học cái râm này nó có cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là chỗ nào cần trích dẫn Pali là chúng tôi lập tức trích dẫn. Thứ hai là cần trích dẫn gốc gác, nguồn gốc kinh điển là chúng ta phải lập tức trích dẫn. Ngay nha. Không có nghe ai hết trơn á, thì chỉ có nghe kinh thôi nha. Rồi.
Như vậy thì trong khi mà giảng về kinh này, khi nghe về kinh này, cái chuyện đầu tiên là chúng ta bắt buộc phải nhắc đến hai cái bài kinh, đó là kinh Tâm Hoang Vu Trung Bộ và cái tâm và cái kinh Khu Rừng cũng Trung Bộ, xem để thấm thía tương trao cái bài kinh này, nhớ nha. Cảm ơn, đúng rồi đó, phải vậy mới được, vừa nói xong là phải là mở ra coi liền nha. Mở ra coi liền. Mà khi mà mình đã bất mãn, khi mà mình đã bất mãn thầy bạn đó, khi mà bất mãn thầy bạn đó thì làm sao có thể trao dồi, để trao dồi trong đây kêu cái gì ta, hữu học pháp, có nghĩa là gì ta, là tam học, làm sao có thể trao dồi tam học, không thể nào trao vào trao dồi được. Bởi vì sao? Vì hồi nãy tôi nói rồi, thầy bạn mà là tà sư ác hữu đó thì là làm sao họ giúp mình trau dồi được nha. Mình nói gần họ mình chỉ đi xuống thôi, còn nếu mà thầy bạn mình là minh sư thiện hữu đó, thì mà mình bất mãn họ đó thì làm sao mà mình trau dồi được đây nha. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là bất mãn thầy bạn thì không thể nào gọi là trau dồi tam học, mà không có trau dồi tam học đó, không tu tập tam học thì làm sao mà thành tựu tam học. Hết bài kinh. Nội dung kinh chỉ có vậy. Coi 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 đúng không, coi có đúng không. Cái đầu tiên đó, bất mãn bạn thì làm sao mà là trong đây có nói nè, không có viên mãn thắng hạnh, rồi giới luật thuộc về giới học, không có quan tâm, rồi không có chánh tri kiến là tuệ học, không có chánh định tức là định học, có nghĩa là không có hoan hỷ, không có hòa đồng với thầy bạn thì là cỡ nào mình cũng kẹt hết. Bất mãn với thầy bạn không ra gì á thì nội mà mình sân si mình cũng khổ tu, mà bất mãn với thầy bạn ngon lành á thì mình càng là không có cơ hội để mà tu tập, nhớ nha. Cho nên mình phải cái người ở cạnh mình nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Một là họ làm cho mình sân si bởi vì họ quá tệ, còn hai nữa nó là nếu mà họ không tệ thì mình tệ, nhớ nha. Nếu họ tệ thì sẽ làm mình đi xuống, nếu mà họ ngon lành á mà ta lại gọi là bất mãn họ đó thì ta cũng đi xuống, nhớ nha. Nhớ cái nội dung nó như vậy. Rồi qua tới cái kinh 22, kinh 22 cũng có cái nội dung như vậy, như là cái bài kinh vừa rồi. Tiếp theo kinh 23, kinh 23 Phật dạy: tâm ta như miếng vàng khoáng. Biết trong rừng mình biết vàng khoáng không ta? Miếng vàng khoáng, năm triền cái thì giống như những cái tạp chất trong vàng chưa có được lấy ra đó, nhớ nha. Khi hết tạp chất á, thì vàng mới đẹp và giá trị. Tâm không có triền cái đó thì mới có thể tu tập Samatha và Vipassana, tức là tu tập chỉ và quán, cũng tức là tu tập định học và tuệ học. Nhớ cái chỗ này nha, nhớ đó, nhớ đó. Rồi rồi như rồi ngày mình giải thích thêm.
Định học Samatha ha, được gọi là tu tập hoàn hảo đó thì sẽ đem lại nhiều cái lợi ích như cái khả năng gì ta tập trung tư tưởng để tu quán tốt hơn, để tu quán tốt hơn rồi gì nữa ta, và cũng nhờ Samatha ta có các cái loại thần thông, mà thần thông á là điều kiện tốt nhất để ta tu tập Vipassana. Nhờ nhờ gì ta, thiên nhãn gì cũng thấy, thiên nhĩ gì cũng nghe, biến hóa thông đi đâu cũng được, túc mạng thông nhớ được kiếp trước, sanh tử thông hiểu được nghiệp lý, nên ta quan sát danh sắc ngon lành hơn cái người không có thần thông á, gấp triệu lần. Thì trong rung nó hiểu nè không ta, thí dụ như bây giờ tôi nè, tôi không có cái gì hết, tôi chỉ có học giáo lý A Tỳ Đàm thôi, học ba mớ giáo lý thôi, rồi vô rồi cái ông thầy ông nói bây giờ thôi này con nghe nè, đi biết là đi, nghe ngồi biết là ngồi, nghe đó tâm sân biết là tâm sân, nói chung là tôi chỉ biết ở cái mức gọi là từ chương sách vở mặt giấy mặt chữ thôi nha, đó là trường hợp của tôi. Còn cái thằng Tèo á thì nó tu Samatha, nó đắc sơ nhị tam tứ thiền, mà nội mà cái sơ thiền của nó là thấy đã rồi, nhờ cái sơ thiền coi như nó vắng mặt năm triền cái, mỗi lần nó xếp cái chân nó vô là nó quất một phát là 2 ngày 3 ngày không thành vấn đề, là mình chỉ nghe cái vụ sơ thiền mà ngồi có cái khả năng 2 ngày 3 ngày là mình đã biết cha dành cái tu sướng cỡ nào rồi, cái trả lên nó nhị tam tứ thiền ngũ thiền cái là mình cái là sơ thiền mà là mình đã thấy nó phê cỡ nào rồi. Cái khả năng mà nhập cái khả năng mà định tâm của cái người sơ thiền đó, dĩ nhiên lúc mình tu thiền người sơ thiền mà lúc tu quán thì họ không có xài tâm sơ thiền nha, nhớ nha, người đắc thiền á, thì lúc mà họ tu Vipassana họ không có dùng cái tâm thiền, họ dùng cái tâm bình thường, tâm dục giới thôi, nhưng cái sức định tâm của họ cực kỳ ngon lành. Nó cũng giống như thế này, mình là võ sư thì á, cái tinh hoa của võ sư là gì, là cái khả năng đánh đấm nhẹ, phòng vệ và phản kháng tấn công nha, phòng vệ và tấn công đó là cái võ thuật, nhưng mà đơn cái chuyện mà nhẹ nhất là võ sư là mình phải biết người cha là có sức khỏe rồi đó, cho nên mình thấy cái chuyện mà trái khiên cái lưu cái giá cái hũ nó cũng ngon hơn người bình thường, mặc dù cái lúc mà trái khiên một cái vật nặng là chứ đâu có xài cái công phu võ thuật không có cần, nhưng mà chả chỉ lấy một cái miếng nhỏ xíu ở trong mấy năm học võ đó là cái sức khỏe, cho nên khi mà trái khiên cái vật nặng á, cái chân chả bước đi mình thấy nó có thế lắm, mà nếu chả có bị trượt á chả cũng không có té như người bình thường, mà nếu có té đó thì chả cũng té nhẹ, té không nguy hiểm như người bình thường nha, cho nên là mình thấy là chả là võ sư thì lúc mà chả đi khiêng một cái vật nặng chả đâu có xài cái tinh hoa võ thuật đó làm cái gì, nhưng mà chả chỉ xài một cái mảnh 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 vụn cái năm tháng công phu thôi để khiêng cái vật nặng, thì đây cũng vậy. Cái người mà đắc thiền á, lúc mà họ tu thiền nó họ không có xài đến cái thần thông là đến thiền định, nhưng mà trên cái nền tảng tinh thần ngon lành của cái người đắc thiền đắc thần thông đó, thì khi họ tu quán họ tu ngon hơn người bình thường, không biết các vị có hiểu không ta, biết nói gì đâu rơm hiểu không? Lúc tu thiền thì không có xài cái thiền, không có xài cái thần thông, nhưng mà cái sức mạnh tinh thần của cái người đắc thiền đó, cái sức đó nó làm cái nền cho Vipassana rất là ngon. Tôi ví dụ chuyện nhẹ thôi nè, thằng Tèo nó có thần thông,
Nó nhớ chuyện ba đời tám kiếp quá khứ, nó nhớ rất rõ là năm xưa, kiếp xưa nó từng là con chó con heo ở đâu đó, đó là túc mạng minh. Còn sanh tử minh là nó hiểu rằng vì đâu mà nó làm chó làm heo đó, rồi vì đâu mà nó làm vua làm tướng đó, nó nhớ hết. Rồi bây giờ cái cần cộng thêm cái vipassana nữa, thì trong vipassana dạy là cái gì ta, làm gì biết nấy, để làm gì ta, để thấy rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, dù đó là thiện hay là ác hay buồn vui. Thì cái chánh niệm hiện tại cộng với cái biết của túc mạng minh sanh tử minh đó là anh cũng không có nghi ngờ gì về cái tánh vô thường của danh sắc. Còn mình không có đắc thần thông, mình không có chứng thiện, không có chứng thiện thì định yếu, không chứng thiện ấy, thì định yếu, không có thần thông ấy, thì tuệ yếu. Bắt buộc phải đồng ý cái điểm điểm này thôi, các vị phải phải đồng ý cái chỗ này thôi, phải đồng ý nha. Không chứng thiền thì định yếu, mà không có thần thông thì tuệ yếu. Dĩ nhiên cũng có người không có đắc thiền, không có thần thông họ cũng đắc được, người không có võ họ vẫn khiêng vật nặng được, nhớ nha. Người không biết võ thuật vẫn khiêng vật nặng được, chạy bộ được, leo trèo được, nhưng mà so với một võ sư á, thì những việc làm này đó của người không biết võ đó thì không sánh được. Các vị biết võ, dân có võ đó mà nó té cũng khác mình, không có biết chuyện này không ta, không biết trong rừng có hiểu này không. Cái dân cái võ nó kỳ cục lắm, nó té khác mình nha. Nó chứ đừng có nói là té là thằng nào nhìn thấy nó không có, nó té khác nó té khác nha. Thí dụ như nó kẹt á, nó có thể nó chấp nhận gãy tay gãy chân, chứ đố đời nào mà nó nện cái lưng hoặc nện cái đầu nó xuống, không có. Mà nếu bí quá đó thì nó phải chấp nhận ta thương tật, chứ nó không có để cho cái hũ chao của nó hợp số cái đầu của nó có vấn đề nha. Chứ mình đừng có tưởng là mình với mấy người mình nghĩ mình cũng cơ bắp rồi, cái thằng quỷ kia cũng cơ bắp, không có đâu, nó có nghề nó khác nha. Rồi cho nên nó là ở đây mình thấy rõ một điều, đó chính là không có thiền thì không có đắc thiền này coi như định yếu, mà không có thần thông thì tuệ yếu rõ ràng. Bởi vì mình thấy là khi mình nhớ được kiếp trước kiếp sau đó thì cái thấm thía của mình về cái tánh vô thường nó sâu đậm hơn nha. Thấy được tiền kiếp hậu kiếp á, thì cái thấy của ta về cái tánh vô thường của danh sắc á, nó sâu sắc hơn, nó vững vàng hơn nhiều lần, bắt buộc phải đồng ý rồi đó nha. Đó cho nên kinh này nói đến cái chuyện là trừ được năm tiền đó là nền tảng của thiền định thần thông. Mà thiền định thần thông á, là cái nền tảng tốt cho cái vipassana, nhớ nha, thiền định thần thông. Rồi đó, đây là mình học xong bài kinh 23, thì qua tới kinh 24. Kinh này nhấn mạnh cái giá trị tinh thần và cái tính đắc dụng hữu hiệu của giới hạnh. Đó, kinh này nhấn mạnh giá trị tinh thần và cái tính đắc dụng hữu hiệu của giới hạnh. Không có giới thì không có định, mà thiếu định thì không có tuệ, nhớ nha. Mà không tuệ đó thì không có giải thoát.
Kinh này nói đến cái trường hợp phổ quát. Kinh này nói đến trường hợp phổ quát. Nghe như cái quan hệ của tam học được diễn ra theo lối hàng dọc. Ta nên nhớ lại bốn cái hạng người học đạo. Biết trong Trâm còn nhớ không? Hạng thứ nhất là Khá Tí Tây Nhu, nghe một câu đã đắc. Quý Ba Chí Tây Nhu, nghe trọn vẹn một cái pháp thoại mà có cái nội dung giáo lý đầy đủ mới đắc. Cái hạng thứ ba là nay vô, là phải được tu học từng bước trong nhiều ngày tháng năm mới đắc thánh. Hạng cuối cùng là ba đa ba ra mô, là tối đa chỉ là một người giỏi giáo lý. Bỏ những người đi, tối đa chỉ là một phàm phu giỏi giáo lý, nhớ nha. Thì cái tinh thần mà gọi qua cái quan điểm mà gọi là giới giới năng sinh định á, là phải chỉ cho cái hạng, từ cái hạng thứ, chỉ cho riêng cái hạng thứ ba thôi. Hạng thứ ba là cái hạng mà được hướng dẫn từng bước đó. Chứ còn riêng như mà ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên đó, thì ta chỉ cần nghe một câu tích tắc người ta đắc đó. Thì cái giới ở đây đó, có hai cái cách hiểu về cái chữ giới hạnh. Một là cái kiểu sống, cái lối hành động không vi phạm giới luật. Cái thứ hai là cái nội dung tinh không có cái khả năng vi phạm giới luật. Các cái vị mà thượng căn á thì giới luật giới hạnh ở các vị thượng căn á thì thuộc loại hai. Các vị có hiểu không ta? Giới có hai cách hiểu về chữ giới hạnh. Cái cách một á là cái kiểu sống hay là lối hành động mà không vi phạm giới luật, thì đó gọi là ở nó ở vị tỳ kheo, nó có giới hạnh nha. Có trường hợp hai là người ta đang là một cái người cư sĩ ăn chơi trác táng bậy bạ nhưng mà họ chỉ nghe một câu họ đắc a la hán một cái rẹt, thì như vậy đó là mình hỏi cái giới họ nằm ở đâu, thì mình phải nói rằng ngay cái giây phút mà họ nghe đạo đó, thì ngay cái giây phút đó họ không có cái khả năng tâm lý, không có khả năng tâm lý để mà phạm giới. Thì ngay cái giây phút đó đó, cái đó gọi là giới của họ đó, giới đó nó mới làm nền cho cái trí tuệ ngay sau đó, trong khi đó nha. Như vậy giới nó có hai nghĩa như vậy, cho nên á giới ở thân khẩu và giới nội tâm gọi theo Tỳ Đàm á là giới tâm sở. Không biết các vị có hiểu không ta? Giới ở thân khẩu có nghĩa là
gặp cái chuyện phải sát sanh mình không sát sanh, gặp chuyện làm tầm bậy mình không làm chuyện tầm bậy, thì đó gọi là giới ở thân khẩu. Nhưng mà nó có trường hợp thứ hai là giới nội tâm, có nghĩa là giới tâm sở, có nghĩa là sao, là tính tấn niệm định tuệ, là tam là quý nha, là trí tuệ, là thiền định, là chánh niệm, thì những cái đó nó được gom chung được gọi là cái giới nội tâm. Nhớ nha, cái đó gọi là giới nội tâm. Còn cái giới mà giới ngoại thân, cái này nghĩa là cái giới ở thân ngoài khẩu gọi là giới ngoại thân, còn cái là giới nội tâm. Chứ còn nếu mà các vị không có học kỹ cái chỗ này, các vị sẽ có hai cái thắc mắc. Cái thắc mắc một là nó, ủa vậy mấy người họ đắc đạo quá nhanh, họ nghe họ đắc rồi lúc cái giới nằm ở đâu, cũng kẹt nha. Đó là cái nhóm một mà thắc mắc như vậy đó. Ủa mấy người họ nghe họ đang tào lao ngoài đời rồi tự nhiên họ gặp Phật, họ nghe họ đắc cái đẹp, vậy là giới nằm đâu? Đó là cái kiểu thắc mắc một. Kiểu thắc mắc thứ hai là các vị sẽ thấy rằng cái cha này đâu có giới mà ta sẽ đắc, nó cũng kẹt, cái này không có giới ta sẽ đắc. Còn cái ông kia thì cũng thắc mắc là giới nằm ở đâu mà đắc. Nhưng mà ở đây không phải, cả hai đều không phải, mà bởi vì giới có hai, có cái hạn mà hạn gọi là thượng căn á, là cái gì họ chỉ cần một khoảnh khắc tinh thần là trong đó có đủ, một cái khoảnh khắc tinh thần ok có đủ tam học giới định tuệ. Còn cái vị mà trung căn đó là coi như là họ phải trải qua bao nhiêu năm tháng giữ giới mà họ giữ đến mức mà người ta nhìn cho người ta thấy, người ta biết luôn á, đó gọi là bậc trung căn. Còn cái hạng hạ căn có nghĩa là không có hoàn tất. Nhớ nha, nhớ nha, có ba hạng nha. Thì cái hạng thượng căn á là đắc nhanh, hạng trung căn á là phải trầy trật đi qua từng giai đoạn, còn hạ căn á là một là không có tu gì, không, một là không có tu được, hai là tu cỡ nào cũng không đắc nha. Cái bậc mà hạ căn á có hai cái trường hợp, có hai cái trường hợp là sao ta, có hai trường hợp là không tu được tam học hoặc tinh tấn cỡ nào cũng không đắc thánh, đó là bậc hạ căn. Còn trung căn á, còn bậc trung căn á là sao ta, trung căn á là phải khó nhọc mới chứng thánh. Ở cái hạng này đó thì cái hành trình tam học rất là rõ nét, biết trong trong hiểu này không? Riêng cái bậc mà thượng căn á, không cần mất nhiều thời gian, và cái nguyên tắc tam học ở họ đó cơ hồ không ai nhìn thấy. Không biết nói gì có hiểu không? Không biết các vị có hiểu, hiểu cái này không ta? Tại giảng cái kinh này bắt buộc phải giảng rõ như vậy đó. Có ba bậc thượng trung căn, thượng trung và hạ. Thì cái bậc mà hạ, bậc trung thượng căn á là họ không mất nhiều thời gian, họ đắc một cái rẹt. Và ở cái hạng này đó, cái nguyên tắc tam học, nguyên tắc là gì ta, là giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, tuệ dẫn đến giải thoát. Thì ở cái hạng này, cái công thức này gần như là không ai thấy nổi, cho mình nó làm cái rẹt nha. Còn riêng những bậc trung căn á là cái hành trình tâm học nhìn rất là rõ, họ y áo trang nghiêm, nói năng chừng mực, đỉnh đạt, có tiên phong đạo cốt, y bát tinh tươm chỉnh chu, rồi thiền định tinh tấn, rồi khất thực thiểu dục ở nơi độc cư xa vắng. Nói chung nhìn mấy cái cha trung căn đã lắm, mấy cha đó là giống như là gương sáng của tăng đạo đó nha. Rồi cuối cùng cũng đắc, nhưng mà nhìn thì sang nhưng mà bản thân cực banh sát nha. Còn cái hạ căn nó lại gồm có hai nhóm. Nhóm một là không có tu được tam học, giới giữ không nổi, định theo không nổi, thì làm gì có tuệ nha. Còn cái đó là hạ căn một. Của cái hạ căn thứ hai là
tu cỡ nào tu nhưng không cách chi mà đắc được hết. Đây rồi, bây giờ tiếp theo đó là tiếp theo đó là gì ta, tiếp theo đó là hai kinh 25, kinh 25. Ở đây đó là có được năm pháp mà vị tỳ kheo coi như nó là thành tựu nhờ năm cái pháp này. Một tỳ kheo chứng thánh. Một là cái gì ta, chánh kiến. Tức là tin cái lý nhân quả có học và hiểu. Cái nguyên lý tam tướng trong vạn hữu, chánh kiến đó. Cái số 2 đó là có nghe, số 2 đó là chịu khó học hỏi tìm hiểu giáo lý. Cái số 3 đó là siêng trao đổi chứ phải trao dồi nha. Bên đây tôi biết chữ o đó, xin trao đổi đàm luận với thầy bạn. Để việc học và hành tốt hơn. Cái số 4 đó sao ta, cái số 4 là tu tu tập để tối thiểu có được hai cái lợi ích là trấn áp giảm nhẹ năm cái triền cái, tức năm cái thứ phiền não thô thiển nặng nề nhất. Và cái lợi ích hai đó là tăng cường cái khả năng định tâm. Thiếu cái khả năng này đó, thiếu cái khả năng này á là sao ta, thiếu cái khả năng này á không thể tu quán. Nhớ nha. Rồi tiếp theo đó là số 5 á, là tu tập Vipassana. Tu tập Vipassana để nếu có đủ cái duyên lành á thì chứng thánh giải thoát. Đó, nhớ cái đó. Có nghĩa là có nhiều cách để trình bày về cái con đường tu học, con đường hành đạo giải thoát, thì tùy tùy cái đối tượng trước mặt mà ở mỗi cái thời điểm Đức Thế Tôn này có một cái cách hướng dẫn khác nhau. Có chỗ thì ngài chỉ nói gọn này các tỳ kheo, đây là hai cái pháp mà các ngươi cần phải gọi là chuyên tâm tu tập để nhờ vậy mà thành tựu thánh trí, giải thoát sanh tử. Đó chính là chỉ và quán,
chỉ có nói nôm na đi là cái khả năng tập trung tư tưởng và quán, tức là cái là cái khả năng quan sát được cái bản chất cái hoạt động của thân và tâm nha. Cái này là tôi đã giảng rất là nhiều lần trong kinh, trong những lần nói về bốn niệm xứ nha, rất là nhiều lần. Bởi vì chúng ta có hai cách để mà quan sát thế giới này: một là quan sát thế giới này qua cái lớp vỏ ngoài của nó, lớp vỏ ngoài hay là cái mặt nổi của nó, qua cái khía cạnh chế định, mà phần lớn nó là bằng tưởng sân nha. Cái thứ hai nữa nó là chúng ta quan sát thế giới này qua cái bản chất. Cái cách một là dùng tưởng, cách một là dùng sân nha để mà nhận biết thế giới qua cái mặt nổi hay là cái vẻ ngoài chế định tục đế của nó. Cách hai đó là dùng panh nha để mà quan sát cái bản chất nội dung của thế giới qua cái khía cạnh là chân đế. Chỉ với cái cách nhìn thứ hai này nè, ta mới có thể lìa bỏ phiền não. Nhớ nha, chỉ có cách, bởi vì cách một có cái cách mà quan sát thế giới mà qua cái vỏ ngoài, qua cái mặt nổi của nó đó, thì chúng ta chỉ có thể nhìn để mà thương thích ghét sợ nha, thương thích ghét sợ. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái thế giới này, cái đó là nhìn trên hiện tượng, nhìn bằng cái sanh nha. Từ cái sanh nha nó mình là cái nền nó mới đẻ ra thương thích ghét sợ, tức là tham sân si. Còn cái nhìn thứ hai đó là chúng ta dùng cái panya để chúng ta nhìn vào cái kia là hiện tượng của này, là cái bản chất của thế giới. Cái này là đất, cái này là nước, lửa, gió, cái này là thiện ác, buồn vui. Đó. Và cái bốn cái này mình mới thấy rõ ràng là tất cả nó đều luôn luôn thay đổi, sanh diệt, biến tướng không ngừng qua từng giây phút nha. Thế như vậy chúng ta mới hiểu ra rằng những gì mình ghét nhất, những gì mình thương nhất thì nó chỉ tồn tại không tới 1/1.000.000 của một giây đồng hồ. Trong rừng có thể không tin nhưng nó là sự thật nha. Trong rừng có thể không tin nhưng đó là sự thật. Tức là những gì mà chúng ta thích nhất, ghét nhất nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn đến mức mà chưa được 1/1.000.000 của giây đồng hồ nữa. Thì các vị thắc mắc, các vị hỏi tôi tại sao mà có cái, tại sao nó nhanh dữ thần vậy, thì bởi vì trong A Tỳ Đàm nói rằng cái tốc độ mà sanh diệt của các cái sát na tâm nó nhanh lắm quý vị. Sát na tâm là sao? Đó là những đơn vị gọi là nhỏ nhất của cái dòng chảy tâm thức. Khi mà mình là mình nói mình thấy hay là mình nghe đó, đó là người không có học đạo họ nói là tôi thấy cái hoa đẹp, tôi thích. Nhưng mà trong A Tỳ Đàm thì không có nói đơn giản như vậy. A Tỳ Đàm nói rằng là khi mà ta nhìn một cái hoa đó, thì trước khi mà ta nhìn cái hoa là ta đã có một loạt tâm tham muốn nhìn. Mặc dù trong cái tốc độ quan sát của người bình thường họ nói tôi đâu có muốn đâu, tự nhiên tôi đảo mắt ngang cái hàng rào thì tôi thấy cái bông chứ tôi đâu có muốn nhìn bông, nhưng mà sai. Thực tế nếu mà anh không có cái muốn thì con mắt anh nó đã dừng lại ở một cái điểm khác chứ, tại sao nó dừng lại hoa, biết trong đây có vị nghe kịp không ta? Nhưng mà vì mình không có niệm, không có tuệ, hai cái đó ở mình nó quá chậm đi, nó quá sức chậm, cho nên mình không có ngờ, mình không có ngờ là mình có cái ý muốn nhìn cái hoa đó. Nhưng mà khi con mắt nó nhìn á, thì cái thấy của con mắt bản thân nó không phải là thiện ác, nó không có phải là thích ghét, không có, nó chỉ chụp hình thôi, nó mới đưa vào bên trong nó, thì cái từ trong nước là nó đưa qua cái bộ phận xử lý bên. Thì cái mắt mình, cái thấy của con mắt nó thuộc về lộ ngũ, tức là lộ ý thức, tức là cái dòng chảy ý thức mà dựa trên cái, là cái thần kinh thị giác. Mà lúc tới lúc này thì cái hình ảnh cái bông nó chưa đủ để chúng ta thích hay là ghét, chưa đủ khơi gợi cho chúng ta một cái khái niệm, một niệm, một ấn tượng, một cái hồi ức gì hết nha. Khái tượng, khái niệm, ấn tượng, hồi ức, kinh nghiệm chưa hề, chứ chưa kịp.
nó mới đưa vào bên trong. Lúc bây giờ ý thức của mình nó gọi là giác quan thứ sáu đó, trong A Di Đà gọi là ý thức đó, là thức thứ sáu, nó mới tiếp tục, nó mới tinh lọc, nó mới xử lý đó, nó mới phân tích à, nó mới xác định à, cái hoa này là hoa gì à, cái này là hoa tường vi à, hoa tường vi, rồi từ đó nó mới đẩy mình đi xa hơn. Cái hoa này chỉ có cái màu có dáng mà không có thơm, rồi nó đẩy thêm một cái, nó gợi cho chúng ta một cái câu chuyện đẹp hoặc là một câu chuyện buồn trong quá khứ. Ngày xưa chúng ta có một cái cô hàng xóm mà bên hè nhà cổ có cái cây tường vi, thời đó chúng ta mới lớn rồi, mỗi ngày đi học về lén lén nhìn trộm người ta, rồi trong một ngày kia mình lấy hết can đảm mình viết một lá thơ mình thảy cho cổ, lúc cô đang ngồi của việc bên hè, nhưng mà nó xui lá thơ không có trúng cổ, mà bài má bà gặp bà mới lụm lên, bà mới cầm cái lá thơ đó bà qua bà mắng vốn bà già của mình lắp 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 lắp, coi như là hồi nãy từ nãy giờ mình không có ngờ là mình đi nó xa như vậy. Có bị nghe kịp không? Có nghĩa là mình không, trước đây mình không ngờ mình có cái chủ ý nhìn cái hoa tường vi, mà mình chỉ lướt con mắt ngang, ai ngờ nó dừng lại trên đó tường vi ấy, và từ đó nó dắt cho chúng ta trở về một thời quá khứ mà cách đây đúng 43 năm 6 tháng 7 ngày 5 tiếng 10 phút 16 giây, mình không có ngờ nha. Đấy thì phải như vậy đó quý vị, phải như vậy đó, phải như vậy đó thì mình mới gọi là có thấy tới nơi tới chốn, mình mới thấy chán. Chán ở chỗ là thì ra cái mình thích nhất mình ghét nhất thì nó cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian đó là rất ngắn, chưa đầy 1/1 triệu của một giây đồng hồ, nó nhanh lắm quý vị nha. Rồi mà chính vì thân và tâm nó luôn luôn sanh diệt nhanh quá, cho nên chúng ta nhìn và chúng ta thấy nó chỉ là một thôi. Một có nghĩa là cả giờ đồng hồ qua tôi nằm ngủ, cả giờ đồng hồ qua tôi ngồi đó tôi rất là vui, tôi nằm đó tôi rất là buồn, tôi tủi thân, tôi thương nhớ ghét hận căm thù ghen tuông sợ hãi ai đó. Mình cứ hình dung bằng cả loạt loạt tư tưởng như vậy, mình dồn mới khó, chứ không có, không hề có cái vụ mà cả tiếng đồng hồ qua tôi ngồi đó tôi buồn thương giận nhớ, không có. Mà tất cả thân tâm của mình đó, trong một giờ đồng hồ trôi qua là nó đã diễn biến không ngừng. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần là trong những cái kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất người ta cho mình biết đó là trong mỗi giây đồng hồ cái cơ thể mình nó có đến hàng triệu cái phản ứng hóa học, các vị có biết không? Hàng triệu, có nghĩa là từ cái sợi tóc rồi từ cái răng cọ máu huyết tim mạch, bao nhiêu là cái cơ phận trên người của mình, tổng cộng là có đến hàng triệu cái phản ứng hóa chất trên người mình. Tại vì mình hít thở này rồi bao nhiêu cái tuần hoàn trong cơ thể mình à, nó tạo ra hàng triệu cái phản ứng hóa học mà mình không có ngờ nha. Rồi như vậy mình học xong kinh 25, bây giờ mình học qua kinh 26 à. Ở đây có năm điều này gọi là năm cái giải thoát xứ, năm cái giải thoát xứ. Cái giải thoát thứ giải thoát xứ thứ nhất á, à, giải thoát xứ nghĩa là cái gốc giải thoát á, cái nền tảng giải thoát á. Một đó là nghe pháp một cách hoan hỷ, rồi cái gì nữa ta, thuyết pháp một cách hoan hỷ, tụng đọc một cách hoan hỷ, số 4 là gì ta, suy tư một cách thấm thía hoan hỷ,
Và hành trì một cách hoan hỷ. Nhớ nha, hành trì một cách hoan hỷ có nghĩa là có chịu có nghe, rồi có chịu chia sẻ, có chịu tụng đọc, có chịu suy tư, có chịu hành trì. Nhớ nha, phải nó có mấy cái đó. Ở đây là nắm giữ một định tướng. Ở đây có nghĩa là sao? Nắm ở đây có nghĩa là dầu có thiền hay chưa có thiền thì một cái thành tựu nào trong cái lúc mà tu quán vẫn được vị ấy, vẫn được vị ấy. Alo, các vị có nghe không? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị có nghe đến đâu? Đã nghe đến đâu rồi? Có nghĩa là một cái người mà giàu có chánh niệm tốt cách mấy mà vì một lý do nào đó mà họ gián đoạn, họ không có tiếp tục coi giữ được định và niệm nữa đó nha. Vì một sự dễ ngươi nào đó, vì một cái sự bận rộn nào đó, vì một sự biếng lười hoặc là sự dễ ngươi, một sự bận rộn nào đó, vì một phóng tâm, một sự thất niệm nào đó mà cái chánh niệm đó nó không có được tiếp tục duy trì nữa, thì sau đó muốn quay trở lại nó sau đó có quay lại nó cũng sẽ yếu, chứ nó không có được như hôm trước nữa. Muốn nó được như hôm trước là mình phải tiếp tục, mình tinh tấn, mình phải duy trì chánh niệm liên tục như cũ thì nó mới có được như cũ. Cho nên giữ được cái định là giữ như vậy đó. Nhớ cái này. Cho nên nó là giống như một cái người người mà bệnh mà đang ở trong thời gian mà chữa trị, chỉ cần lơi lỏng thuốc men, lơi lỏng kiêng cữ thì bệnh nó sẽ tái phát, cái hiệu quả của thuốc sẽ giảm đi nha. Giống như tôi nhắc lại, giống như một người đang chữa bệnh, đang cho chính mình, một bệnh nhân mà đang ở trong thời kỳ mà trị liệu đó, chỉ cần lơ là trong cái chuyện kiêng khem, lơ là trong cái chuyện thuốc men, lơ là trong cái chuyện tập luyện thì cái kết quả trị liệu sẽ giảm đi và bệnh tình sẽ tăng lên. Một người hành giả không thể đem cái công phu tu tập của mình, có thì tốt, không có không sao, mà một hành giả phải luôn nhớ rằng mình đang chữa bệnh, mình đang làm một cái chuyện vượt ngục, mình đang là cái người trốn nợ. Các vị nghe cả ba cái tình huống này, không có tình huống nào mà mình dễ ngươi được hết. Đang vượt ngục là tranh thủ từng phút, nó bắt được là một cái là mềm xương. Đang trốn nợ, nó bắt được mình là mình cũng chết. Nó tìm đủ đủ cách để nó siết siết nợ. Và cái thứ ba nữa là mình đang chữa trị một cái chứng nan y, mình lơ là mình chết nha. Đang chữa bệnh, đang vượt ngục, đang trốn nợ. Cho nên nó là chỉ phải bằng cái tâm trạng này nè thì là hành giả mới là có thể tinh tấn. Có rất nhiều người học đạo ba mớ, nghe mấy chữ này họ không đồng ý, họ nói tu mà bằng cái tâm nặng nề gì đâu có giải thoát, họ không có hiểu, họ không có hiểu ý này. Cái chuyện mà tu là giữ tâm thanh thản đó, không khéo nó sẽ bị hiểu lầm là tu kiểu dễ ngươi. Mà chính vì anh phải nhớ rằng anh là cần phải làm cái này nè thì anh mới tinh tấn, anh mới chánh niệm.
Khi mà anh tinh tấn trong chánh niệm thì anh mới được sự thanh thản. Cái thanh thản đó mới là cái thanh thản của người tu. Chứ thanh thản ở đây không có nghĩa là anh tu tà tà rồi anh gọi đó là cái kiểu tu giải thoát, kiểu tu thanh thản, không phải nha. Sự thanh thản cần có ở một người tu là cái sự thanh thản của cái người mà đang sống chánh niệm và trí tuệ, không phải cái sự thanh thản của cái người mà dễ ngươi xem nhẹ cái việc tu tập. Hai cái này nó khác nhau. Thí dụ như các vị gọi là thấy thân tâm này là vô ngã vô thường, khi mà thấy nó vô ngã vô thường thì cái lòng nó nhẹ nên nó an lạc lắm. Thấy các vị cũng cười cười vui vẻ dễ thương. Còn riêng tôi á thì tôi thấy rằng tu được niệm được niệm, cũng niệm được thôi, đâu có chết tay nào đâu. Tôi cũng vui, tôi cũng đời sống, tôi cũng đã đi ra đi vào y chang như quý vị, tôi cũng cười cũng nói thanh thản thoải mái. Nhìn nó thì giống nhau, cả hai người đều thanh thản hết, nhưng cái thanh thản của một người tinh tấn nó khác cái thanh thản của người dễ ngươi, nhớ nha. Hai cái này khác nhau rồi. Bây giờ là đã là à, xin lỗi bà con, hôm nay tôi có việc tôi phải đi sớm, cho nên là xin hẹn lại bà con ngày mai. Bữa nay tôi ngừng lại sớm nửa giờ đồng hồ, nói rõ luôn là bây giờ tôi đang ở Đức, tôi phải về Thụy Sĩ. Rồi ngày mai đó tôi sẽ trở lại, sáng mai trở lại để chiều giảng cho bà con nhé. Cảm ơn bà con rất là nhiều.